Tôi hiện nay xin hỏi ông là có cái bụng nó to quá. Vậy dùng phương pháp này đúng rồi. Đặt cái gì đây nó có nhỏ nhỏ bụng lại. Đương nhiên. Bảo đảm luôn. Thế mình có phải chơm đến bụng? À, nó có cái này nè. Tức là ở trong đây ấy, nó gọi là nó là một cái hệ thống cần phải là complex, không có thể nào mà một cái mà không đủ. Thì giống như em tôi nói cô này á, là bác phải bắt đầu là 8 giờ tối nhịn ăn cho tới 12 giờ trưa. Trong lúc nhịn ăn là không dùng cái gì hết á, chỉ uống nước lọc thôi, uống nhiều nước không sao nè. Rồi hút không khí, rồi chườm đá. Chườm á thì chườm mấy gan dưới bụng trên bụng dưới luôn, tức là bụng trên bụng dưới chườm gán luôn. Thì khi mà thực hiện được cái chuyện nhịn ăn như vậy á, thì chỉ trong vòng tuần lễ nửa tháng là bác thấy cái bụng nhỏ lại rồi. Không có cần cái là mình khó chịu nhất á, không phải là bụng to mà là bụng căng cứng. Căng cứng. Căng cứng. Mà căng cứng đó không phải là do cái bụng mình mở không đâu, mà nó còn chướng hơi không á. Nó còn chướng hơi không á. Thành ra là khi mà thực hiện cái phương pháp này á, thì cái hơi đó nó sẽ giảm rất nhiều, và nó làm cho bụng mình mềm, dễ chịu lắm, không có. Mà chỉ thực hiện trong vòng tuần lễ là bác rời bụng xèo, không có căng như vậy nữa. Nghe không? Vì điều đó là bảo đảm luôn. Nghe? Ký kết hợp đồng bảo đảm luôn. Với điều kiện thực hiện đúng như chương trình ở đây nêu ra. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652. 0326811258.